Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những kẻ săn mồi bí ẩn và nguy hiểm nhất của thiên nhiên, đó là loài sư tử núi. Tại sao loài vật này lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân Texas? Với hàng ngàn con sư tử núi xung quanh khu vực các trang trại và cộng đồng đang đứng trước một mối đe dọa thực sự, hãy cùng tìm hiểu những tác động khủng khiếp mà chúng gây ra, cũng như các biện pháp ứng phó mà con người đang thực hiện để bảo vệ cuộc sống và tài sản của mình. Hãy cùng với kênh Hàn Khám Phá đi tìm hiểu về loài động vật ăn thịt nguy hiểm này nhé! Sư tử núi ngày càng tấn công vào các trang trại ở Texas để săn gia súc, đặc biệt là gà. Mỗi năm, các trang trại tại đây thiệt hại từ 100.000 đến 120.000 con gà do các cuộc tấn công của loài săn mồi này. Những trang trại nằm gần khu vực núi non hay rừng cây thường chịu thiệt hại lớn nhất, với một số báo cáo cho thấy sự giảm sút đến 15% tổng số lượng đàn gia cầm. Thiệt hại này tương đương với hơn 12 triệu đô la doanh thu bị mất đi. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn đặt ra những mối lo ngại về sự an toàn của con người. Một số trường hợp ghi nhận sư tử núi đã tiếp cận gần khu vực dân cư, gây ra sự hoang mang trong cộng đồng. Thực tế, không ít gia đình đã phải đối mặt với những cuộc tấn công bất ngờ, khiến họ cảm thấy bất an ngay cả trong chính ngôi nhà của mình. Vậy những người nông dân đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ tài sản và gia súc của mình? Hãy cùng tìm hiểu những chiến lược mà họ có thể áp dụng để duy trì cuộc sống. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hàn Khám Phá nhé! Cảm ơn các bạn! Một trong những phương pháp phổ biến mà nông dân Texas sử dụng là xây dựng hàng rào quanh trang trại để bảo vệ gia súc khỏi những kẻ săn mồi như sư tử núi. Hàng rào này thường cao ít nhất là 2,4 mét và được gia cố bằng lưới thép để ngăn ngừa leo trèo. Việc lắp đặt hàng rào giúp nông dân nhanh chóng tạo dựng một rào cản bảo vệ cho trang trại. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những nhược điểm đáng kể. Chi phí vật liệu và lắp đặt cao có thể là gánh nặng tài chính, đặc biệt đối với các trang trại nhỏ. Hơn nữa, hàng rào thường chỉ mang tính tạm thời vì sư tử núi có thể tìm cách phá vỡ hàng rào, làm giảm tính hiệu quả theo thời gian. Các chuyên gia khuyên rằng, để nâng cao hiệu quả bảo vệ, nông dân nên kết hợp giữa hàng rào và các biện pháp bảo vệ khác như là việc nuôi chó bảo vệ. Ngoài hàng rào, việc sử dụng chó bảo vệ cũng là một trong những biện pháp hiệu quả để chống lại sự tấn công của sư tử núi. Những giống chó như là Anatolian Shepherd hoặc là Great Pyrenees đã được nuôi để bảo vệ gia súc khỏi các loài săn mồi. Những chú chó này không chỉ có khả năng phát hiện nguy hiểm mà còn có thể đuổi sư tử núi đi ra khỏi trang trại. Sự gia tăng các vụ tấn công của sư tử núi ở Texas đã trở nên đáng báo động, đặc biệt tại những khu vực gần rừng núi và các khu dân cư. Để đối phó với tình hình này, các chính sách quản lý và săn bắn có kiểm soát đã được áp dụng nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ sư tử núi. Các bạn có đồng ý với chính sách kiểm soát này không? Nếu có, hãy để lại bình luận số 2 nhé! Cảm ơn các bạn! Chính sách này cho phép nông dân và các thợ săn có giấy phép thực hiện việc săn bắn hợp pháp nhằm giảm số lượng cuộc tấn công nguy hiểm giữa sư tử núi và cộng đồng. Tuy nhiên, việc săn bắn phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo sự bền vững của quần thể sư tử núi và không làm mất cân bằng hệ sinh thái. Tác động của các chính sách này đối với cộng đồng là rất lớn. Sự giảm thiểu các vụ tấn công đã mang lại cảm giác an toàn cho các khu vực bị ảnh hưởng. Về mặt kinh tế, những chính sách này cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho nông dân, những người đã chịu thiệt hại nặng nề về gia súc, từ đó góp phần ổn định cuộc sống của họ. Sự hợp tác giữa các cơ quan chính quyền và nông dân là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả của những chính sách này.
Việc săn sư tử núi bằng súng trường và chó săn đã trở nên phổ biến trong nhóm thợ săn nhờ vào tính hiệu quả và độ chính xác cao. Phương pháp này đã đạt được tỷ lệ thành công ấn tượng lên đến 95% trong việc kiểm soát số lượng sư tử núi, đặc biệt tại những khu vực mà loài săn mồi này gây ra mối đe dọa lớn. Để đảm bảo mức độ an toàn và sự phối hợp cao nhất, nhóm thợ săn thường bao gồm từ 5 đến 7 thợ săn dày dặn kinh nghiệm. Quy mô này cho phép họ bao quát một khu vực rộng lớn, đồng thời duy trì sự liên lạc rõ ràng, điều cực kỳ quan trọng trong những cuộc săn nguy hiểm như thế này. Những thợ săn thường sử dụng các loại súng trường cỡ lớn như là 38 Winchester và 36 Springfield được chọn vì tính tin cậy và độ chính xác vượt trội trong việc nhanh chóng hạ gục sư tử núi. Những khẩu súng này đặc biệt hiệu quả trong điều kiện địa hình hiểm trở. Khi các thợ săn hành động, sự phối hợp giữa họ và chó săn là yếu tố quyết định. Tại những khu vực sư tử núi thường xuất hiện, điều cốt yếu là các thợ săn phải hành động nhanh chóng và quyết đoán khi phát hiện sư tử núi. Những chú chó săn đóng vai trò then chốt trong quá trình này nhờ vào khứu giác vô cùng nhạy bén, giúp phát hiện vị trí của sư tử núi ngay cả trong những môi trường rậm rạp và khó khăn. Công nghệ hiện đại đã mang lại nhiều cải tiến, từ thiết bị theo dõi GPS cho đến camera hồng ngoại, giúp các thợ săn có thể theo dõi hoạt động của sư tử núi trong thời gian thực. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính hiệu quả mà còn giảm thiểu rủi ro cho các thợ săn. Khi phát hiện thấy sư tử núi, nhóm chó săn huấn luyện và đội thợ săn ngay lập tức bước vào hành động. Những chú chó được trang bị vòng cổ GPS sẽ theo dấu mùi của sư tử và sủa lớn để báo hiệu vị trí chính xác của con mồi. Vòng cổ của từng chú chó được kết nối với thiết bị cầm tay của thợ săn, cho phép họ theo dõi chính xác mọi chuyển động của chó và xác định vị trí của sư tử núi. Công nghệ này mang lại lợi thế đáng kể cho các thợ săn, giúp họ tiếp cận mục tiêu một cách chính xác và giảm thời gian tìm kiếm trong thiên nhiên hoang dã. Khi những chú chó săn đã dồn sư tử núi vào một góc, các thợ săn sẽ cẩn thận đánh giá tình hình. Sự an toàn của cả nhóm luôn là ưu tiên hàng đầu, do đó họ phải xem xét các yếu tố như địa hình, hướng gió và hành vi của sư tử trước khi chuẩn bị bắn. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ bảo vệ tính mạng của các thợ săn mà còn đảm bảo rằng việc hạ gục sư tử diễn ra một cách nhanh chóng và nhân đạo. Khi chuẩn bị bắn, các thợ săn phải đảm bảo tầm ngắm rõ ràng và ổn định. Họ thường nhắm vào các vị trí quan trọng như là tim hoặc phổi nằm ở vùng ngực của con vật để đảm bảo là hạ gục sư tử một cách nhanh chóng và nhân đạo. Vậy bạn nghĩ sự hợp tác giữa thợ săn và chó săn chuyên nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến thành công của cuộc săn sư tử núi? Sự phối hợp giữa thợ săn và những chú chó săn chuyên nghiệp đã chứng minh được tính hiệu quả cao. Trung bình, nhóm thợ săn bắt được từ 4 đến 8 con sư tử núi sau mỗi cuộc đi săn. Tỷ lệ thành công này không chỉ xác nhận chiến lược của họ là đúng đắn, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp nhịp nhàng giữa những chú chó huấn luyện tốt và các thợ săn giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức cộng đồng cũng là một yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu mối đe dọa từ sư tử núi.
các chương trình giáo dục và hội thảo được tổ chức thường xuyên để giúp người dân hiểu rõ hơn về các biện pháp phòng ngừa và cách ứng phó khi gặp phải sự tuyệt núi. Những thông tin này không chỉ giúp cộng đồng an toàn hơn mà còn nâng cao ý thức bảo tồn các loài động vật hoang dã, góp phần duy trì cân bằng sinh thái. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần được mong chờ nhất trong video, đó là phần khán giả hỏi kênh trả lời. Có bạn hỏi rằng là loài đà điểu có thể thu hoạch trứng và thịt dùng để làm thực phẩm hay không? Liệu có phương pháp nào quản lý loài đà điểu trong tự nhiên để phục vụ kinh tế và nông nghiệp hay không? Kênh Han Khám Phá xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau. Đà điểu là một trong những loài chim lớn nhất thế giới, không chỉ nổi bật với khả năng chạy nhanh mà còn được biết đến như một nguồn thực phẩm quý giá. Trứng đà điểu có kích thước lớn, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, trong khi thịt đà điểu được ưa chuộng nhờ độ nạc và hương vị thơm ngon, giàu protein. Để thu hoạch trứng và thịt, nông dân thường nuôi đà điểu trong môi trường bán tự nhiên hoặc là hoàn toàn tự nhiên, tạo điều kiện cho chúng phát triển khỏe mạnh. Về phương pháp quản lý loài đà điểu trong tự nhiên, có thể áp dụng các biện pháp như là bảo vệ môi trường sống, duy trì hệ sinh thái bền vững và thực hiện quản lý săn bắt hợp lý. Việc duy trì quần thể đà điểu không chỉ phục vụ cho việc sản xuất thực phẩm mà còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học. Các chiến lược này cần được thực hiện kết hợp với giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên tự nhiên để phát triển kinh tế bền vững. Chào mừng các bạn đến với một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính ngay tại nước Ý, nơi tiếng động cơ trực thăng không ngừng vang vọng trên bầu trời, khởi đầu cho một cuộc săn lùng cực kỳ kịch tính. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên những cánh đồng bạt ngàn, nơi từng ngọn cỏ, từng tấc đất đều mang dấu vết của những đàn lợn rừng hung hãn. Mỗi năm, thiệt hại từ cuộc xâm lấn này lên tới hàng trăm triệu euro. Nhưng lần này, với công nghệ tiên tiến trong tay, người dân và thợ săn đã sẵn sàng viết nên một chương mới trong cuộc chiến không hồi kết này. Bạn có muốn khám phá bí ẩn và chiến thuật đằng sau cuộc săn lùng quy mô lớn này không? Hãy cùng với kênh Han Khám Phá bước vào thế giới đầy thách thức và mạo hiểm ngay bây giờ nhé! Lợn rừng là một vấn đề lớn tại Ý, gây thiệt hại đáng kể cho ngành nông nghiệp, với thiệt hại lên đến 22 triệu euro mỗi năm. Số lượng lợn rừng ở Ý được ước tính là khoảng 2,3 triệu con với khoảng 20.000 con ở khu vực tôm. Chúng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe như dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng đến các trang trại nuôi lợn. Với tốc độ sinh sản chóng mặt, một con lợn cái có thể sinh ra tới 8-12 con mỗi lứa. Số lượng lợn rừng ở Ý đã tăng gấp đôi lên 2,3 triệu con chỉ trong vòng 5 năm qua. Săn lợn rừng bằng trực thăng, phương pháp tiên tiến nhất hiện nay tại Ý. So với săn bắn truyền thống trên mặt đất, đây là một bước tiến lớn trong việc kiểm soát sự bùng nổ số lượng lợn rừng. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay là thú vị, thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Han Khám Phá. Cảm ơn các bạn! Các công ty du lịch tại Ý đã nhanh chóng nắm bắt được xu hướng này và đang khai thác nhu cầu săn lợn rừng, cung cấp các trải nghiệm độc đáo từ trên không mà không cần quá nhiều thủ tục phức tạp. Công ty Adacha có trụ sở tại Rome đã dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ này, thu hút hơn 500 khách hàng chỉ trong năm đầu tiên. Chính phủ Ý đang thực hiện các biện pháp kiểm soát số lượng lợn rừng để giải quyết tình trạng này.
Mùa săn lợn rừng bằng trực thăng thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Đây là thời điểm lý tưởng với thời tiết ôn hòa, ít mưa và tầm nhìn tốt. Ngoài ra, đây cũng là lúc lợn rừng có xu hướng tụ tập thành đàn lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc săn bắn. Thợ săn được trang bị súng trường bán tự động với cỡ nòng 308 Winchester hoặc là 30-06 Springfield và kính ngắm hồng ngoại, có khả năng phát hiện nhiệt từ cơ thể lợn rừng. Ngoài trực thăng từng được sử dụng là Robinson T-44, một trực thăng 4 chỗ ngồi nhẹ, có khả năng bay thấp và cơ động tốt. Ưu điểm vượt trội của phương pháp này là khả năng tiếp cận nhanh chóng các khu vực rộng lớn, đặc biệt là ở các địa hình phức tạp như đường núi hoặc là rừng rậm. Từ trên cao, thợ săn có thể dễ dàng phát hiện và theo dõi các đàn lợn rừng nhờ vào tầm nhìn rộng. Nếu bạn có cơ hội sang Ý, bạn có sẵn sàng tham gia săn lợn rừng bằng trực thăng không? Nếu có, hãy để lại số 2, nếu không thì hãy để lại số 0 dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Một chuyến đi săn thường kéo dài từ 3 đến 4 giờ với tổng cộng là 4 người tham gia, phi công, 2 thợ săn chuyên nghiệp và 1 hướng dẫn viên. Yếu tố then chốt quyết định sự thành công của chuyến đi săn là kỹ năng của phi công. Họ phải điều khiển trực thăng bay ở độ cao thấp, thường xuyên thay đổi hướng và tốc độ để tạo điều kiện tốt nhất cho thợ săn nhắm bắn. Một phi công tài ba đóng góp đến 50% vào tỷ lệ thành công của cuộc săn bắn. Tuy nhiên, săn bắn bằng trực thăng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ được phép bay trong những ngày thời tiết tốt, nếu không sẽ rất là nguy hiểm. Một tai nạn đáng chú ý đã xảy ra vào tháng 12 năm 2023 khi một trực thăng săn lợn gặp sự cố động cơ và rơi xuống cánh đồng gần Siena chỉ 30 phút sau khi cất cánh. May mắn là không có thương vong, nhưng sự cố này đã dấy lên lo ngại về độ an toàn của hoạt động này. Trong mỗi chuyến đi săn, các thợ săn có thể hạ gục trung bình từ 15 đến 20 con lợn rừng, gấp 5 lần so với phương pháp săn bắn truyền thống. Cảm giác bay lượn trên bầu trời, ngắm nhìn những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và săn mồi từ trên cao tạo ra một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn và độc đáo. Julia Rossi, một du khách từng tham gia săn lợn rừng bằng trực thăng. Cô chia sẻ, đó là một cảm giác không thể nào diễn tả được. Tim tôi đập thình thịch khi trực thăng vòng quanh đàn lợn và khi tôi bắn trúng con đầu tiên, tôi cảm thấy phấn khích vô cùng. Sự phấn khích gia tăng khi bạn phải nhanh chóng ngắm và bắn trong khi máy bay luôn di chuyển. Đây là sự kết hợp giữa kỹ năng công nghệ và sự may mắn. Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp Ý, phương pháp này đã giúp kiểm soát khoảng 30% số lượng lợn rừng tại Ý trong 2 năm qua.
Từ khoảng 2,3 triệu con vào năm 2021, số lượng lợn rừng đã giảm xuống còn khoảng 1,6 triệu con vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, chi phí kiểm soát này khá cao, khoảng 1.000 đô la Mỹ cho mỗi giờ bay và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của các loài động vật khác là mối quan tâm của cộng đồng. Nhiều nhà bảo vệ môi trường đã lên tiếng về tiếng ồn từ trực thăng có thể gây căng thẳng cho các loài động vật hoang dã khác. Về mặt hiệu quả, săn lợn rừng bằng trực thăng có thể giúp kiểm soát một phần số lượng lợn rừng và giảm thiểu thiệt hại trong mùa màng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mặc dù phương pháp này có thể giảm số lượng lợn rừng trong thời gian ngắn, nhưng không phải là giải pháp lâu dài để giải quyết vấn đề số lượng lợn rừng tăng cao. Một số báo cáo từ các nguồn như là Lassado cho thấy rằng săn lợn rừng bằng trực thăng là một phương pháp quản lý số lượng lợn rừng hiệu quả, giảm thiệt hại trong mùa màng và bảo vệ các loài động vật hoang dã bản địa. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng cần kết hợp với các biện pháp quản lý khác, chẳng hạn như là kiểm soát sinh sản và tăng cường săn bắn truyền thống để đảm bảo kiểm soát bền vững số lượng lợn rừng. Bên cạnh đó, chi phí cao và tác động tiềm tàng đến môi trường cũng là những vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng khi áp dụng phương pháp này. Việc săn lợn rừng bằng trực thăng thường được thực hiện nhiều hơn ở các nước khác như Mỹ và hiện chưa phổ biến tại Ý như một biện pháp kiểm soát chính. Sau khi xem xong video, các bạn có thắc mắc, nếu các bạn có dịp đến Ý du lịch mà lại muốn trải nghiệm săn bắn lợn rừng bằng trực thăng thì cần những giấy phép gì không? Hãy để kênh Hàn Khám Phá giúp các bạn giải đáp điều trên nhé! Để săn lợn rừng bằng trực thăng ở Ý, du khách cần tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và phải có một số giấy phép cần thiết. Trước tiên, cần có giấy phép săn bắn hợp lệ tại Ý được cấp bởi cơ quan quản lý săn bắn địa phương. Du khách nước ngoài thường phải thông qua một công ty hoặc tổ chức săn bắn có giấy phép hoạt động tại Ý để được hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình xin giấy phép. Ngoài giấy phép săn bắn, việc săn bắn bằng trực thăng đòi hỏi các giấy phép đặc biệt do đây là hoạt động có nguy cơ cao và có thể ảnh hưởng đến an toàn hàng không cũng như là động vật hoang dã. Cần có giấy phép từ cơ quan quản lý hàng không Ý để sử dụng trực thăng cho mục đích săn bắn. Điều này bao gồm đảm bảo rằng phi công có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện các chuyến bay an toàn trong điều kiện săn bắn. Bên cạnh đó, cần tuân thủ các quy định về bảo vệ động vật hoang dã và môi trường. Việc săn bắn phải tuân theo mùa săn bắn hợp pháp và các quy định liên quan đến số lượng, giới hạn và phương pháp săn bắn để đảm bảo sự bền vững và bảo vệ quần thể động vật. Khuyến cáo rằng du khách nên tìm kiếm sự hướng dẫn từ các chuyên gia hoặc công ty có kinh nghiệm để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và đảm bảo an toàn cho người tham gia. Hy vọng là qua câu trả lời này của kênh Hàn Khám Phá đã giúp các bạn hiểu rõ hơn những điều cần lưu ý khi muốn săn lợn rừng bằng trực thăng tại Ý. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn yêu thích video, đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một khu rừng rộng rạp, nơi tiếng súng bất ngờ phá tan sự yên tĩnh.
những con lợn rừng hoang dã đang hoảng sợ trước một thứ gì đó bí ẩn. Nhưng chuyện gì đang thật sự diễn ra vậy? Tại sao những âm thanh này lại xuất hiện ở nước Mỹ, nơi mà ta chỉ nghĩ đến những thành phố hiện đại? Đằng sau dự hoàng đoạn này là một câu chuyện kỳ lạ đầy bất ngờ mà kênh Hàn Khám Phá sắp tiết lộ ngay sau đây. Vấn đề về sự xâm lấn của lợn rừng hoang dã đang ngày càng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với tốc độ sinh sản nhanh chóng, mỗi con cái có thể sinh từ 8 đến 12 con mỗi lứa. Mức độ nguy hiểm của lợn rừng đang gia tăng, tạo ra thách thức lớn trong việc kiểm soát chúng. Tại Mỹ, số lượng lợn rừng đã lên đến khoảng hơn 6 triệu con, gây thiệt hại ước tính 2,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho ngành nông nghiệp và hệ sinh thái. Tại Úc, tình hình còn đáng lo ngại hơn với khoảng 25 triệu con lợn rừng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Lợn rừng trưởng thành có thể nặng tới 68 kg với những chiếc răng nanh sắc nhọn và móng vuốt lớn. Chúng thường sống ở những khu vực rộng lớn, nơi có nhiều nguồn thức ăn như các cánh đồng ngô. Sự có mặt của chúng không chỉ đe dọa cây trồng mà còn gây nguy hiểm cho con người và các loài động vật khác. Việc gia tăng số lượng lợn rừng đòi hỏi phải có những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Nếu không được kiểm soát, chúng có thể xâm lấn và tàn phá môi trường sống của chúng ta. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hàn Khám Phá. Cảm ơn các bạn! Bên cạnh đó, chúng đã bắt đầu tấn công các thành phố như là San Antonio ở trung tâm Texas. Chúng di chuyển theo đàn lớn, xâm nhập vào các khu dân cư và công viên để tìm kiếm thức ăn. Lợn rừng bới tung các thùng rác và đào bới bãi cỏ để tìm giun đất, gây hư hỏng nghiêm trọng cho cả tài sản cá nhân và công cộng. Thiệt hại ước tính có thể lên đến 3 triệu đô la Mỹ vào năm 2024. Nhiều trường hợp người dân bị lợn rừng tấn công khi đi bộ hoặc chạy bộ đã được ghi nhận. Thống kê cho thấy, số vụ tấn công của động vật hoang dã vào con người đang tăng lên đáng báo động, trong đó khoảng 25% liên quan đến lợn rừng tại Texas. Hàng năm, có khoảng 500 vụ va chạm giữa xe cộ và lợn rừng tại đây. Không chỉ ở khu vực đô thị, lợn rừng còn gây thiệt hại cho các trang trại ở ngoại ô. Với thói quen tàn phá, chúng thường xâm nhập vào các cánh đồng và phá hoại cây trồng. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ, lợn rừng gây thiệt hại gần 250 triệu đô la Mỹ trong ngành nông nghiệp Texas mỗi năm. Sự bùng nổ quần thể lợn rừng đã trở thành mối quan ngại lớn. Chính quyền địa phương đã phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để kiểm soát chúng, bao gồm việc cho phép người dân săn bắn tự do. Việc săn lợn rừng là một thử thách lớn đối với các thợ săn, đặc biệt khi hoạt động này diễn ra ở những khu vực núi non hiểm trở. Những ngọn núi cao và địa hình hiểm trở làm tăng mức độ nguy hiểm cho con người. Nếu bạn thấy là việc săn bắn lợn rừng này thú vị, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé! Để kiểm soát tốt hơn sự xâm lấn của các loài động vật, các phương pháp săn bắn mới đã được thực hiện nhằm đối phó với sự di chuyển nhanh nhẹn của lợn rừng qua các khu rừng rậm hoặc cánh đồng rộng lớn. Việc săn bắn trong rừng sâu đòi hỏi các thợ săn phải có khả năng di chuyển linh hoạt qua địa hình gồ ghề và nguy hiểm.
Việc săn bắn trong rừng yêu cầu thợ săn phải có kỹ năng bắn chính xác ở cự ly ngắn. Đặc biệt, thợ săn có thể sử dụng phương pháp mô phỏng tiếng kêu của lợn rừng để thu hút chúng lại gần khu vực săn. Thợ săn cần có kỹ năng quan sát tốt, hiểu rõ địa hình và khả năng phân tích để xác định chính xác vị trí của mình. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Một yếu tố quan trọng khác là điều kiện thời tiết. Trước khi bắt đầu chuyến đi săn, thợ săn cần theo dõi kỹ về thời tiết để đảm bảo không có mưa lớn hoặc gió mạnh, vì những điều kiện thời tiết xấu có thể làm giảm độ chính xác của việc ngắm bắn. Ngoài ra, lợn rừng thường có thói quen ẩn nấp trong các bụi cây, tạo ra nhiều thách thức cho thợ săn. Đây thực sự là một trải nghiệm mạo hiểm và có nhiều rủi ro tiềm ẩn nếu thợ săn không tuân thủ các quy định an toàn khi săn bắn. Tỷ lệ thành công trong việc săn lợn rừng là khoảng 60%, nhưng một thợ săn có kinh nghiệm sẽ đảm bảo việc tiếp cận, cự ly bắn và an toàn trong suốt chuyến đi săn. Nếu bạn đồng ý rằng làm việc cùng với một thợ săn có kinh nghiệm sẽ giúp chuyến đi săn của các bạn thành công hơn, hãy bình luận số 2 nhé! Chỉ riêng trong năm 2022, Bộ Dịch vụ Động vật Hoang dã Texas đã loại bỏ khoảng 51.215 con lợn rừng. Con số này gần như là tăng gấp đôi so với năm 2019. Tại Florida, số lượng lợn rừng bị săn bắt hàng năm lên tới khoảng 37.000 con, trong khi tại bang Georgia, Alabama, Arkansas, Louisiana và California, các chương trình kiểm soát lợn rừng cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Săn bắn được coi là một biện pháp hiệu quả vì giúp giảm nhanh chóng quần thể lợn rừng ở Mỹ. Tuy nhiên, phương pháp này cũng gây tranh cãi do vấn đề đạo đức, chi phí vận hành cao và nguy cơ mất an toàn. Bạn có giải pháp nào khác hiệu quả hơn và nhân đạo hơn để kiểm soát sự xâm lấn của lợn rừng không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận để giúp đỡ những người nông dân bị ảnh hưởng bởi lợn rừng nhé! Việc săn bắn lợn rừng quá mức tại Mỹ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái. Lợn rừng là một loài động vật có vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và môi trường sống tự nhiên. Chúng giúp làm tơi xốp đất khi tìm kiếm thức ăn, từ đó giúp tăng cường độ phì nhiêu của đất và hỗ trợ quá trình phát tán hạt giống. Tuy nhiên, khi việc săn bắn diễn ra quá mức, quần thể lợn rừng suy giảm mạnh mẽ, dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Các loài thực vật mà chúng thường ăn có thể là phát triển quá mức, làm thay đổi cấu trúc rừng và gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các loài động vật khác.
Điều này có thể làm đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến các loài săn mồi và những sinh vật phụ thuộc vào hệ sinh thái ổn định. Ngoài ra, việc săn bắn không được kiểm soát có thể dẫn đến những thay đổi trong hành vi di cư của lợn rừng, gây ra thiệt hại trong nông nghiệp và gia tăng nguy cơ xung đột giữa động vật và con người. Theo ý kiến của kênh Han Khám Phá, để đảm bảo hoạt động săn bắn lợn rừng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái, nước Mỹ nên áp dụng các biện pháp quản lý bền vững và có trách nhiệm. Trước tiên, cần xây dựng các quy định nghiêm ngặt về số lượng lợn rừng được săn bắn hàng năm, dựa trên nghiên cứu khoa học về quần thể và sinh thái của chúng. Việc áp dụng giấy phép săn bắn có giới hạn sẽ giúp kiểm soát số lượng và ngăn chặn sự suy giảm đột ngột của quần thể lợn rừng. Thứ hai, cần bảo vệ các khu vực sinh sản quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của loài này. Đồng thời, cần khuyến khích nghiên cứu sâu hơn về vai trò của lợn rừng trong hệ sinh thái để các quyết định quản lý có thể dựa trên dữ liệu chính xác và khoa học. Việc thúc đẩy nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của bảo tồn động vật hoang dã kết hợp với các chương trình giáo dục sẽ giúp nâng cao ý thức người dân về việc săn bắn có trách nhiệm, bảo vệ môi trường tự nhiên và duy trì cân bằng sinh thái lâu dài. Hy vọng là qua video ngày hôm nay, Tinh Hàn Khám Phá đã giúp các bạn hiểu rõ hơn cách nước Mỹ kiểm soát lợn rừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ video. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè và người thân để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!